Một sự kiện đặc biệt dành để tri ân bà con nông dân sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới đây, đúng vào dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Không chỉ nhận được những món quà đặc biệt mà người tham dự còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm sản xuất để tăng năng suất và hiệu quả lao động. Chỉ cần truy cập và đăng ký tại trang thông tin của công ty cổ phần phân bón Ba Lá Xanh, bà con nông dân sẽ được tặng vé miễn phí tham gia chương trình Một Ngày Cảm Ơn Nông Dân. Ngoài tham quan và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thì người tham dự còn được rút thăm trúng thưởng và nhận nhiều quà tặng từ ban tổ chức.